Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Miha hôm nay. Miha sẽ cùng các bạn vẽ con chim chuppy, con chim mập mập tròn tròn. Để vẽ con chim này thì đầu tiên mình sẽ vẽ một cái vệt tròn như là cái trứng vịt. Đó, mình vẽ phát thôi cho nên nó khá là nhạt. Đây là con chim màu xanh pha vàng, xanh lá cây. Để mình bớt độ sáng. Cái vệt qua đây là cái đuôi của nó nha các bạn. Rồi mình sẽ vẽ cái chân của nó. Mình đợi khô một tí rồi mình sẽ vẽ mắt nó, mắt với cánh. Mình sẽ vẽ mắt với cánh bằng viết chì. Đây là cái lỗ mũi. Mình sẽ vẽ cái cánh ở đây. Là con chim chưa các bạn? Mình sẽ tô cái lỗ mũi cho nó đậm hơn một tí. Chú chim này rất là dễ vẽ đúng không nào? À,
Bây giờ mình sẽ vẽ thêm bông hoa. Mình sẽ vẽ bằng viết màu hồng đi. Vẽ hoa hồng nha. Mình sẽ vẽ hoa hồng cái kiểu vẽ mà một nét. Bây giờ mình sẽ tô màu. Để mình vẽ lá đi. Mình tô cái chỗ đậm chỗ lạc vậy đấy thì nó mới đẹp. Còn nếu như tô đều quá, cái nào cũng màu giống nhau nó sẽ không thấy đẹp. Lá mình cũng có tô nửa đậm nửa nhạt. Rồi đơn giản không nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Miha nha. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye. Bye bye.